Tiến đang chuẩn bị giá trái cây ha, bông hoa. Trái cây và xôi con vịt. Dạ. Còn cái ốc mỡ với lạp xưởng này thì mình đem ra để chút xíu làm món ăn trong nhà thôi. Để xuống. Nội ơi. Nam xuống đây nè, coi như té đó. Chị té em. Dạ. À ai vậy? Dạ. Dâu dòng xóm hả? Nay không mời khách nên là xách đi cho hàng xóm. Này chút xíu vô xoay nước nữa rồi chè đậu trắng nữa. Hay là 13 tỷ năm với 1 giây. 1 giây với 24 giờ nó như nhau. Tại vì đối với 13 tỷ năm thì lượng đó là vô cùng bé. Mẹ nó chè là nhất mà. Cho con thiệt nhiều đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Định đặt rất nhiều. Rồi con vịt chín rồi ha. Hai con hả mẹ? Một con cháo cánh để cúng, còn con kia để đẩy. Cái này là ba cái đùi. Rồi con vịt với ba cái đùi nữa hả? Là năm cái đùi. Vịt với ba cái đùi nè, đó. Đùi vậy đó. À, mẹ lấy cây đũa, mẹ xăm lủng chưa? Phải chín chưa? Chừng nào xăm mà nó ra nước không hồng là nó chín, còn hồng là chưa chín. Chưa chín nè, cái này còn không sao. Còn này chín rồi, mẹ vớt cho cúng. Rồi, dịch ra. Chờ nó nguội mình mới gỡ kéo cánh. Rồi. Nguội mới gỡ kéo cánh được. Hai cái chân thì bẻ ngược lên. Cánh sỏi vô miệng. Chút xíu cánh rút ra thì nó sẽ xếp được ở hai bên. Rồi. Chút xíu này mẹ vớt biết ra, biết mới gỡ vô sao. Yeah. Rồi vớt ra rồi mới cho gạo vô nấu cháo ha. Đúng rồi, vớt hết rồi, gạo lẻ. Gạo rang hả mẹ? Gạo rang rồi vớt để đó đi. Dạ. Xôi dài gạo là nó đã chín. Dạ. Vớt này để lát chín này vớt. Một con vịt mà tới hai cái mề luôn. Nay Sơn Hà là rất là may mắn ha, tại vì mùa này mới tìm được đủ trái cây để cúng nè. Dạ. Chứ hồi trước cái ngày cách ly á không có trái cây. Dạ. Chắc nhiều quá sẽ không đẹp thôi. Nay cũng bông hoa nhiều quá nè, đẹp nè. Dạ. Được rồi là mẹ toàn đi xin mấy cái bông ở hàng xóm mà. Đi cúng cho ba chú nội quá trời. Nho nguyên chùm đẹp quá ha. Quá đẹp ha. Dạ. Chùm cái máy. Cắt chùm nhỏ lại ha. Chùm trồng rồi, cái này không nở bán nè. Nhìn đẹp quá chừng. Rồi, đủ rồi đó, đầy nhóc rồi. Dắt ngang. Nói không? Được rồi mẹ. Nè, có chỉnh sửa gì không? Cho tới nha, tới dùm chân đây cho nó hủng lưng. À, đây. Rồi. Rồi xong. Cái nữa. Đừng nói không em? Không nói em đừng. Xíu ngưng nói không em, đừng nói đâu. Xíu mạnh dạn thanh niên nè. Rồi, bưng lên ha. Rồi, bưng đi. Cái này là bưng lên để chắc. Trên bàn. Dạ. Rồi, anh bưng bình bông được rồi, cả nhà mình đi nha. Sơn Hà coi dẫn chụp mẹ. Thấy mẹ đi ngang mà chụp không được. Rồi để đây chút xíu mẹ chỉnh sửa lại này, chắc bình bông chắc để ngoài quá. 12 chén chè của 12 bà mụ hả? Nước đi. Mẹ đã đầu 12 bà tiên đã đầu hả?
cái này là chị mà thua đó bà. Mụ bà, con kêu bà mụ. Chị không có là má Linh Phúc. Ủa mà mụ bà với bà mụ đúng đâu đó, đâu khác gì đâu. Mà mẹ Linh Phúc mẹ ấy, mẹ làm chị đâu có làm mấy cái này đâu. Không biết vậy. Với em quá trời con mất luôn. Thì bán lên năm mà cái đi mời là đi ăn thôi chứ đâu có nghĩ là đi phụ như vậy đâu biết. Hai bà mụ. Rồi, trên nước mình có viên lớn viên nhỏ ha. Mẹ nó làm nhiều viên nên cho có viên. Tôi muốn hai viên đó. Còn lại chị đá bao nhiêu đồ. Này đó làm nhiêu kịch kịch luôn hả? Sao con? Còn ngủ rồi hả con? Không ai được ngủ phải không? Nó lợi đó bà Chính ơi. Buông nó ra đi sao không? Buông ra kệ nó con. Anh này ép nó bỏ nó vô trong tù rồi. Người ta muốn chơi ngoài mà. Cười giống bãi hả? Cười từ xa không dám lại gần. Nó leo ra được hả? Dạ, leo ra được không mày? Nó leo được. Nè, ba cho. Đó, lụm bỏ ra ngoài sao được. Nó leo ra nè. Nè. Vô nè. Nó leo ra, coi nó leo ra nè. Không phải, nó leo cao chân. Ồ, giỏi quá ha. Tay tay, sân hà. Mười ba bộ bà với đàn ông là mấy cậu bảy? Mười hai bộ bà. Hả? Ba cụ thầy. Ba cụ thầy hả? Ba đức thầy. Ba đức thầy. Anh thấy vậy? Thì thánh sư, tiên sư, tổ sư. Đó vô mới biết à. Còn, em không biết là anh cũng rành hả? Bộ bà thì anh không nhớ. Người này cũng rành, người kia phải rành chứ. Em không rành. Nhưng mà anh nhớ là Nguyễn Cửu Nương, tức là bà Hồ Nguyễn là bà thứ chín. Dạ. Anh chỉ nhớ bà này. Bà thứ 10 là bà tên Thập. Tại bà thứ 9 tên cũ. Tập nữa. Chỉ khác cái họ thôi. Hỏi gì hả? Họ Cao, họ Hứa, họ... Chị đủ 12 giấy chị. Chị là đủ 12 họ luôn. 12 họ. Giỏi yeah. Ha, chồng tôi giỏi mà tôi không ăn. Chồng tôi giỏi không ăn thiệt luôn á. Chồng thường quá vậy ta. Mà hỏi gì? Mà hỏi ha? Dạ. Hôm nay sao không đủ chỗ để luôn nè. Được. Bây giờ con mới biết 12 mụ bà là đúng là tên thứ theo thứ cũ thấp bà lo chuyện. Bà dạ. Lo chuyện sức khỏe, bà lo chuyện nuôi mau lớn, bà lo chuyện nó lớn lên nó làm nó lên người có học hành. Rồi bà thì lo chuyện nó giao viên dùng ra không? Dạ. Có vậy em quay mặt ra kia ha. Ừ, quay chắc quay ra ngoài quá em. Đợi giờ này không cho đi mà bò ẩn. Ừ. Mà biến. Nay nó đi được rồi mà tại là biến á, bò lẹ hơn. Bò lẹ hơn mà. Ừ. Còn nhúng nữa, ngồi còn nhúng. Rồi con dịch ha. Để em coi bà nội lên, bà nội trưng bày lại. À, dạ, cái chậu bông để mình trước thôi hả? Đây con không biết trưng bày sao. À, 12 chén chè, 12 chén trà nước, mấy dĩa xôi hả mà? 6 dĩa xôi. Sáu dĩa xôi. Dĩa gạo muối. Dạ.
Trà nước chia gạo muối nè. Trái cao trẻ ra, kêu xíu trẻ trái cao. Dạ. Bao nhiêu chén trà nước mà, ly? 3 ly nước. Có rượu không? Có. Dĩa gạo muối. Dĩa gạo với miếng muối em. Gạo với muối. 3 chén rượu luôn hả mẹ? Rượu thì để anh lấy rượu anh chung. Có chung rồi mẹ. Dạ. À, cô bảy dọn lên món nè. Xôi xôi mẹ ơi, xôi. Không đủ cũng phải làm sao cho đủ. Phải làm sao cho đủ. À, trên bàn thờ thì xôi chè hả mẹ? Rồi sao vô cái bàn vậy mà không đủ rồi. Nhiều chén quá. Rồi sao rồi hết chỗ để rồi lấy đâu mà trôi nước nữa mẹ? Có để vừa nặng quá sập bàn á. Không có sập đâu. Rồi, gạo muối. Đây phía trước này ha. Đây, xin chăm rượu với trà mình. Rồi bà nội đốt nhang mình thờ xong, bây giờ tới mâm cúng cho sân hà nha. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cùng cả nhà mình và anh ảnh ha, cái phong tục cúng thôi nôi của miền Tây mình á, thì mỗi nơi mỗi khác, có thể miền Tây nhưng mà ở khu vực khác lại khác ha. Đây là 12 chén chè, 12 chén trôi nước, 6 dĩa xôi, một con vịt nguyên chéo cánh, rồi 2 chén cháo, với cái đó là phần cúng với đó, còn đây là có trái cây nè, bông hoa, rồi 3 ly rượu, 3 ly trà ha. Này có trầu với cao, một chén muối với gạo, rồi đèn với nhang. Còn nếu mà có bộ đồ thế nữa cả nhà ha, với tiền vàng bạc bộ đồ thế. Rồi nếu có bánh kem thì mình thêm bánh kem, rồi sau này thêm. Mỗi năm cũng đổi đối cho Nguyễn Sơn Hà 3 năm thì cái căn thì cũng căn 6 tuổi thì cũng căn 9 tuổi cũng căn 12 tuổi cũng mãn căn để trả lễ cho bà Sơn Hà. Ơi cái ném hoài. Ném rồi kêu ông bãi lụm. Rồi ở dưới đây thì như hồi xưa thì mình có vài cái món đồ cho ngành nghề. Cái lược nè, cái kéo. Cục đất em đâu? Cục xôi nữa đâu? Cục đất, cục xôi, tiếp. Cục xôi. Cục đất thì có anh để đâu anh? Anh để cái bếp. Rồi tí xíu mình xuống mình lấy. Cái viết, cái thước, cái kiến, cái lược là mỗi cái tượng trưng cho một ngành nghề ha. Cái kéo, vàng với tiền, cuốn tập là hồi xưa là như vậy. Rồi có cục thêm xôi. Cục xôi với một cục đất nữa. Cục đất nữa. Đó.
thì là mỗi cái một ngành nghề, đất là chắc là nghề nông quá, nhưng mà giờ đất thì bà con mình nói là bất động sản rồi. Thôi để cập nhật cho vui á, cho đầy đủ á, theo hiện đại á. Mình thêm chiếc xe hơi nè, với cái chiếc máy bay nữa. Đây bà nội có đất sẵn cho Sơn Hà. Dạ, rồi, cục đất nè. Rồi, bây giờ Sơn Hà bắt nghe. Sơn Hà bóc cái gì rồi. Chút xíu tặng bà sao nhanh hai, chờ em bóc xong cái đã. Rồi, con bóc đi. Quá nhiều. Sơn Hà đeo cái gì đẹp quá vậy, hai tặng Sơn Hà cái gì đẹp vậy? Hả? Má hai. Đây nè con, con bắt gì nè. Bắt đi, bắt đi. Nè tiền nè, vàng nè. Rồi bóc đi, coi bóc cái gì. Bực bội. Lột ra dài ra, lột ra dài ra. Tao quen đi chân không rồi mà. Chân đất giống bà nội. Cái này nông dân chân đất mà kêu mang dài ai chịu. Rồi, rồi bóc đi. Con muốn cái gì? Bóc. Để coi hốt gì. Cho hai món thôi, đừng hốt nhiều. Một cái là gương. Rồi, cái kiến. Ăn diện hả? Rồi, gì nữa? Muốn gì nữa con? Cho món nữa. Muốn gì nữa con? Muốn gì nữa? Lấy tiền là ham quá. Đồ bà hả? Đồ bà có anh hai hả? Anh hai, nè nè đây nè, con nhiều. Rồi thêm một món nữa, bóc cái nữa đây. Rồi. Tiền mới được. Vậy là thành đại gia. Đại gia. Vậy là ăn diện mà phải có tiền. Có tiền ăn diện hả? Rồi xong, vậy là một cái là làm đẹp với một cái tiền mới được. Tiền nữa. Không cần vàng, không cần đất gì đó. Không cần vàng hả? Không cần nữa hả con? Rồi vậy tới giờ anh hai tặng quà nha. Vậy là ba Sơn đón sai rồi, bữa thấy nó hay cầm cái viết, rồi nó đòi cái bút viết. Làm ngân hàng. Rồi. Anh hai tặng em đi. Anh hai tặng em đi. Sơn Hà làm ngân hàng giữ tiền. Làm ngân hàng hả? Cho dây rồi đó. Tiền cho dây nặng lãi nha. Tín dụng thôi. Rồi 39 lì xì, 7 lì xì. Rồi các bạn. Kích đó không nghe cái coi không tiền hả? Không tiền, không tiền đá luôn nha, đá luôn nha, kịch kịch đi nha với bà bãi đi. Ủa mê tiền anh ơi. Trời ơi thằng này lớn làm đại gia rồi. Mê tiền rồi. Nay không có bà ngoại vô buồn ha. Buồn hay sức luôn. Cười chắc. Nay không có bà ngoại vô. Bà ngoại mới gọi điện. Đá con nheo. Đá con nheo. Đá con nheo bảy nè. Đá con nheo. Đá đi. Đá con bảy. Đá con nheo đi con. Kích 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 kích. Nheo nheo đi nheo đó nó mới nheo. Nheo nheo nó ngon. Đó. Nheo nheo nó mới nheo. Bà đeo kiến đâu thấy. Bà bảy nè. Ngó bà bảy nè. Sợ bãi hơn, nhìn nó bãi. Trời ơi, đá luôn nghe. Mang đi về. Rồi, mình cúng xíu xong sau khi tàn nhang thì mình sẽ bánh kem ha, rồi đốt cái tiền vàng bạc là xuống mình nhập tiệc. Ông bãi đang chuẩn bị pháo hoa ha. Coi chừng dây điện nó đứt không chừng. Vậy giờ cắt ngang khúc này luôn không bãi? Ơi. Lép xẻ. Pháo lép rồi. Pháo lép rồi. Lép ơi. Pháo lép rồi cho nghe ơi. Anh hai tặng quà. Lép nào, lép nào. Rồi lặp lại nha. Rồi cậu ấy kích cái dây kia cậu ấy. Rồi đốt pháo nha. Thêm que nữa nha. Sơn Hùng đếm ngược sao không? Sao quá vậy? Nó cũng đếm nữa kìa. Mừng sinh nhật chứ nha. Rồi, cây pháo cuối cùng hồi nãy đốt ở ngoài kia. Không được. Sao mà còn bị lép, đâu gì. Đốt pháo bị lép hết mấy hiểm. Không chịu không phải. Là é luôn. Không có đá. Mòn mỏi rồi ha. Bà Bảy đưa ngủ em ru luôn. Một vòng sông nữa ha.
cho bác Năm hàng xóm trước ha. Đẹp quá. À xôi. Dạ, chia. Dạ. Cho nước. Qua bác Năm trước hả? Dạ. À, bác Năm thì mình đứng ở chỗ này gửi qua được đây. Dạ. Kêu bác Năm. Hôm nay anh bận rộn dữ à. Rồi bác Năm. Rồi trưa xế xế á, mình đi cho cô bác ở xa xíu. Cho bác Năm nữa. Dạ, bác Năm ở ngoài kia, ngoài ruộng. Có ai nhà không đóng cửa, nãy giờ mưa. Dạ. Đi qua bên hông nhà kêu. Phá cửa rồi. Vậy Hương, anh Dũng ơi, có ai nhà không? À, bây giờ sách về mình ăn trước đi, tại vì nãy giờ mưa lớn quá rồi, chắc cô bác đóng cửa kính nên là gọi không có nghe. Vậy giờ nhập tiệc ha. Mẹ ăn hả? Trời, bữa nay thịt thà quá trời luôn mà không có ai ăn hết ráo ta ơi. Anh Bảo đi với thành phố hả chị? Bảo tính lại không về được luôn. Bảo tính ngủ. Bữa nay qua cho hàng xóm soi chè mà cũng không ai mở cửa luôn. Bữa nay sao sắp về? Bữa nay không có ai lọc ăn ráo ta. Sách về chiều đi cho lại vậy. Dạ. Anh Bảo bữa nay hàng gấp ha. À, Liên cũng vậy. Qua cái mùa này ai cũng bắt đầu vô gẹt cái công việc quá trời. Rồi, cứ thoải mái. Ngoài hôm nay muốn đi chơi dữ lắm rồi. Nhưng mà chưa có ai rước. Hôm nay mùa dịch nói ngoại ở chỗ rồi hạn chế đi lại. Giờ ngoại đi rồi ngoại mừng. Nghe cậu Bảy chở đi nhổ răng mừng. Chút nữa vậy không? Rồi vậy xôi chia ra. Rồi. Nhớ đi mừng. Thôi, không có nhận quà. Rồi, bữa nay Sơn Hùng cũng uống bia, Sơn Hùng ở đây đúng không? À, dạ, để con qua ngoài. Dạ. Rồi, bữa nay ai uống bia thì ngồi bàn bên đây nha. Rồi, bàn nữ ngồi bên đây. Không, bây giờ vậy nè, ráp hai mâm lại, ngồi dạt ra, cho vui. Đừng đừng có quay lưng lại, về đó. Ủa nha. Đó. Giờ là còn mâm rưỡi nha. Rồi tha hồ luôn. Ngồi giữa không bắt tầm màn nha. Ủa bên đây không có thiếu gì hết thật nè. Phủ sống hả? Phủ sống toàn quốc luôn. Rồi có trà đá và nước ngọt đầy đủ nha. Ờ bé An đâu kêu nó xuống luôn. Mất học hả chị? Học hả? Ờ ba Thương cũng mất học luôn hả? Rồi thôi để cho ăn sau. Dạ còn, không sao. Còn nhiều lắm. Tới hai con vịt lưng mà. Không có đủ hai con, có ba chút tiêu thôi nha. Hồi nãy còn định nướng lạp xưởng ăn với xôi nữa à, mà Bảy nó ăn không hết. Mẹ còn định làm thịt cuốn bánh tráng nữa. Nói trời ơi, ăn gì hết. Dạ. Cái
lái xe. Ăn đi bác bên chè xôi ra luôn thôi, xe bỏ vậy. Sườn hà giật mình giờ bà nội phải ấm hả? Đúng rồi đúng chị. Bỏ đại xuống đi mẹ. Không có đâu để cho người ta. Để đem cho ta ăn hả? Để nó ngày của nó mà. Ngày của nó để cho nó vui hả? Hôm nay mới được uống nước ngọt đó nghe con, không phải ngày nào muốn uống nước ngọt là uống đâu nghe. Đẹp rồi, nó đẹp rồi. Rồi, thôi mà dốc nghe. Bữa nay Sơn Hà là chủ sĩ mà Sơn Hà ngủ rồi, bây giờ ba Sơn mời giùm. Mời giùm bà nội luôn. Mời giùm bà nội luôn. Rồi, mời bảy dốc, ngoài chính uống bia không? Tức là trà đá hả? À, con mời cậu. Rồi, dốc, bà bảy. 1, 2, 3, vô. À, đây là lần đầu tiên mà sau mùa Covid mình mới được ngồi với nhau ăn một mâm vậy ha. Rất là vui cả nhà ha. Bữa nay sẵn sinh nhật Sơn Hà rồi Hoàng Sơn cùng cả nhà mình tham gia nghe. Chúc sức khỏe bà con. Hoàng Sơn cảm ơn cô chú đã gửi lời chúc mừng đến cho Sơn Hà nghe. Rồi xin mời. Từ Tết giờ đó, em mới uống miếng bia đó chị Thẩm. Dữ không? Thấy ngon không? Miếng thì nghe ngon. Tính gì chơi dạ. Ca nhậu bia không? Cho chị Thư Cang lon bia đi, về tối quậy anh Yên chơi. Uống bia mà đây cũng bia nè. Có cơ hội nè uống. Dạ bộ không biết em xỉn à, em xỉn nha. Có lý do là không ai trách tội mình. Về giả bộ la lớn lên tại sao không nấu cơm vậy à, cái mai nói tại em xỉn bây giờ có gì muốn nói đại đi. Về than hết tôi cực quá mà sao nhà không nấu cơm. Nói gì đã luôn. Tôi quậy ra xăng đâu tôi đúng nha. Sao đúng câu gì nữa. Đúng cái trời của những mốt đó. Bình thường tao không quậy mà bữa nay là bắt nhịp cho quậy. Mai mốt cái tao đi chơi như tại ai đó biết đó. Tại ai là ai nha. Cậu Chính bữa nay làm không có qua được hả mà Chính? Cậu Chính mất làm. Dạ. Tính ăn sáng đi làm không chứ? Đi. Đây, mình ăn ha. Rồi, chị Thích Ca cho tiệc nha. Rồi, mời cô chú. Bấy, sao ba không có mặt? Có mặt chứ. Cái mặt nè. Úp mặt nó vô. Rồi ốc không có mặt. Cái mặt nó úp xuống đất á. Ủa ai ngồi bên đây hả? Ông ngồi chung hả? Ngon hả ngoại? Dạ. Nước mắm gừng ngon không? À, chủ đâm nước mắm gừng ngon quá. Dạ. À, ngoại ăn đi. Nè, thịt nè, ngoại thấy đường ăn không? Thấy. Dạ, thấy ha. Sắp lên được cậu bảy thì vui ha không? Mừng. Rồi ngoại ăn nha. Hôm nay ngoại ở đây lâu quá rồi, ở đầu ngoại muốn đi mà không có dám nói. Thì nãy cậu bảy nó đi lên trển. Ngoại chưa vui nãy giờ. Hứng hở, dạ. Còn quần áo rồi nè. Trời ơi, lại dữ vậy. Người già cứ trở thành em bé ha. Cậu bảy quay xuống là lo kiếm khăn kiếm nắp để sẵn. Mẹ nói khoan đi. Xuống là chưa có đi. Mẹ nói cậu bảy xuống, đừng có hối nghe. Nó có mở tiệm rồi vô răng rồi bắt đầu là nói mẹ chúc lên cái con ngày mai vô răng. Nói chờ cậu bảy mà bảy ăn xong rồi hả rồi đi nghe. Để sợ ngoại hối. Cho bảy ăn xong rồi hả đi. À, ngoại dặn vậy cái chị nói trời ơi mắt nhất ra ngủ cấp cứu hả? Đây ngoại muốn đi hôm nay ở nhà lâu quá rồi. Mà ngoại dặn bữa nay để anh bảy con rồi nói cho con. Dạ. Anh Yên chắc khách về rồi mời anh Yên qua ăn luôn. Kêu anh Yên qua. Ừ. Xíu gọi anh Yên. Bữa nay cả nhà mình lần đầu tiên được ngồi nhập tiệc ha. Hai mâm cũng chưa quá 20 người, lúc đầu dự định là 20 người mà bây giờ có 1.5 hơn 10 người à. Nay là kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Sơn Hà, thôi nói Sơn Hà. Rồi tạm biệt cô chú nghe, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Em phải dừng để em nhập tiệc nha. Cảm ơn chứ không. Ủa đây còn bịch nè Phượng ơi. Nó chứ Sơn Hà, ăn gì mà dính dữ vậy. Dạ để em dọn cái đó vô. Sơn Hà cũng nhập tiệc xong rồi cô chú ha.
Nè cái hộp vàng nè, không có gì bên trong hết nè. Nè cho con nè. Hộp này cho Sơn Hà bắt rồi phải. Đi vậy Khánh.